Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống Ô Tô. Thì hôm nay Hoàng Thống xin phép giới thiệu lại cái mẫu xe điện 4 bánh, 3 ghế ngồi. Thì chiếc xe điện này có thông số kỹ thuật là dài 2m, rộng 70 phân và cao 1m75. Đấy. Có anh em, các bác, các chú có thể ngồi được 3 người lớn, 3 người lớn. Cái ghế này, cái tay tựa tay thì chúng ta có thể linh động được. Đấy. Linh động được. Thì cái dòng xe này thì là có động công suất động cơ là 850W. 850W và sử dụng cầu sau có vi sai. Sử dụng cầu sau có vi sai các bạn nhá. Với thông số lốp là 100/90-8. Thì xe này bên Hoàng Thống đang bán với giá là 41 triệu chưa gồm phí vận chuyển. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp nhé, để Hoàng Thống có thể giới thiệu chi tiết hơn thêm về những cái chi tiết mà các bác đang quan tâm. Ví dụ như là thông số chẳng hạn. Thông số động cơ thì 800W, 850W, sử dụng 5 bình ắc quy. Sử dụng 5 bình ắc quy và cho quãng đường chạy là 70 cây số một lần sạc. Tốc độ của dòng này thì không được cao các bác nhé. Tốc độ của dòng xe điện này thì không được cao. Nói thẳng là dòng xe điện thì không có 4 bánh, 3 bánh. 3 bánh, 4 bánh nói chung thì chỉ được tầm 40 km/h thôi. Không xe nào có thể chạy cao hơn. Kể cả những cái dòng xe có cái A nó cao nhưng mà cũng không thể chạy được xa hơn. Đó. Phần đầu xe, chúng ta đang thấy nhà máy để cái phần có cái giỏ. Chúng ta có thể đựng đồ, giỏ này. Ngoài, cái xe này thì có hai phần đựng đồ. Đó là giỏ trước. Và phần yên sau thì chúng ta cũng có thể... mở lên và đựng đồ được. Đấy. Phần yên sau của người ngồi sau ấy, chúng ta có thể mở lên và đựng đồ được nhá. Ở đây thì thể tích ở đâu đó tầm 20 lít, 20 thể tích của nó ấy. Đối với những cái dòng xe này giá trung bình như này ấy, thì 41 triệu ấy thì chúng ta không có phần hậu, nghĩa là không có cái phần đuôi đằng sau. Chúng ta chỉ có như này, đây, tổng thể cho các bác xem luôn. Đấy. Đầu tiên là 4 bánh này, 4 bánh giống nhau này. 100/90-8. Một đèn nhá các bác nhá. Đấy. Có gạt mưa, xi nhan, đèn còi đầy đủ. Dài 2m, rộng 70, cao 1m75. Đấy. Trên tất cả những sản phẩm của Hoàng Thống thì đều được in logo hoặc là trao tặng logo. Các bác nhớ để ý nhé. Các bác cũng nên đừng nên vội xé đi, vì trong thời gian bảo hành thì Hoàng Thống đang muốn check lại là xem đúng phải cơ sở của Hoàng Thống bán hay không. Ví dụ như thế. Đấy, các bác đừng vội xé đi. Sau một năm hay thế này thì các bác xé đi thì tốt hơn, vì sợ có những cái trường hợp người ta sẽ giả danh bên Hoàng Thống bán xe và lợi dụng tín nhiệm ấy. Đây. Thì đấy, người ta đang quảng cáo là cái xe này của Super hay cái gì đây này, dán logo các kiểu lằng ngoằng vào. Nhưng mà nhà máy Super làm gì có cái xe điện 4 bánh nào. Đấy. Nếu mà chuẩn của Super thì phải có những cái giấy tờ, ví dụ như là cái phiếu đăng kiểm của Super đi theo. Nhưng mà làm gì có. Chúng nó nói điêu ấy các bác. Điều chỉnh lại những cái vấn đề đấy. Vì thực tế của nhà máy Super không có dòng xe 4 bánh này. Đấy. Dòng xe Super ấy, nhà máy Super ấy, chỉ có dòng xe 3 bánh thôi. Không có 4 bánh. Đấy. Thì phần ngồi sau thì các bác thấy ngồi rất là thoải mái rồi. Và có cái phần tựa tay này chúng ta có thể gạt lên gạt xuống để mà mọi người có thể ra vào một cách dễ dàng. Đây. Đây. Nếu mà ngồi hai người thì rất là thoải mái. Đây, Hoàng Thống ngồi sát bên này. Đây. Và phần này chúng ta còn dư ra đến hơn 30 phân. Dư ra hơn 30 phân để ngồi. Thì cái phần xe này thì chúng ta cũng thấy là cái bề rộng của nó chỉ được 70 phân thôi. 70 phân mỗi người ngồi 30 phân. Còn người ngồi lái thì rất là thoải mái rồi. Một cái ghế riêng biệt nó rộng nó đâu đó tầm gần 50 phân. Ở trên xe này thì chúng ta biết là có
phần cơ thì chúng ta có được đi theo xe có hai cái chìa khóa cơ, và trên chìa khóa này nhà máy đã tích hợp luôn cái phần chìa khóa remote thông minh vào luôn, đó là mở xe từ xa rồi chống trộm rồi các kiểu, giống như là một chiếc chìa khóa của ô tô vậy. Đấy, tích hợp vào luôn nhé các bác nhé. Chứ còn vài mẫu thì có cái chìa khóa nó đi riêng, nhưng mà tích hợp vào luôn thì Hoàng Sống thấy là nó hay hơn, nó tiện hơn, chúng ta có thể sử dụng, vừa sử dụng cơ được và sử dụng điện được. Đấy, ở trên này chúng ta có công tắc quạt mưa này, công tắc đèn này, cảnh báo nguy hiểm này, xi nhan trái phải và còi. Đấy, đây là cái nút nhanh chậm ở đây giống như cái volume trên đài radio. Đấy, ở trên xe có gương nhưng mà Hoàng Thống chưa lắp. Nếu mà bác nào quan tâm đến những cái mẫu xe như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp với Hoàng Thống với số điện thoại là 0985 839 983 để biết thêm chi tiết. Ví dụ như là các bác ship xe đến nhà thì mất thêm bao nhiêu, và tôi ở địa chỉ này thì phí ship bao nhiêu và giá cả như thế nào, thì hãy liên hệ về trực tiếp với Hoàng Thống nhé. Ok, cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ.